tiền trị giá 6.500.000 đồng. Đỗ Văn Đạt mang đai đỏ, Đỗ Hữu Tiệp mang đai xanh. Mời trọng tài Nguyễn Đức Thắng lên điều khiển trận đấu. Hôm nay không có đâu, mai mới có. Các trọng tài chuẩn bị, hai đội bóng chuẩn bị, lên trọng tài trắng, xếp lại. Hàng đồ bắt tay thần ái và đoàn kết. Hai đồ vật chuẩn bị, trong tay chuẩn bị, trận đấu được bắt đầu. Vào giữa sới tiếp tục thi đấu. Tiếp tục thi đấu ở thế đấu. Trận đấu được bắt đầu. Vào cơ sở tiếp tục thi đấu. Trận đấu được tiếp tục. Trong 36 kế nếu thấy mình bất lợi là có thể bỏ chạy. Vào sới tiếp tục tự động. Trận đấu được tiếp tục. Chỉnh đốn lại trang phục. Hai đội bạn tiếp tục thi đấu.
nghiệp chỉnh đốn lại cho Phục. Ronaldo thì giải lao trong giây lát để chỉnh đốn lại cho Phục. Ban tổ chức đề nghị các chủ nhiệm câu lạc bộ vật của mình vào săn sóc vận động viên của mình. Hôm nay hai đội đã thống nhất, ban tổ chức đề nghị các chủ nhiệm câu lạc bộ vật cử người của mình vào săn sóc vận động viên của mình. Hết giờ giải lao, mời hai đô vào tiếp tục thi đấu. Trọng tài chuẩn bị, hai đô vào chuẩn bị, trận đấu được tiếp tục. Giữa sẽ tiếp tục thi đấu ở thế đơn. Vào khoảng 4 phút 45 giây, Đô Văn Đạt đã thắng. Tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa lên trao giải nhất thiếu niên trị giá 6.500.000 đồng. Mời quý vị dành một tràng pháo tay thật là đặc biệt cho Đô Văn Đạt của chúng ta.